Hello anh em nha, hôm nay mình live stream cái chiếc xe VinFast. Chiếc này khoảng 26 triệu 900 nha anh em. Và công tắc này có hai chế độ nha anh em, Sport và Eco. Tí mình sẽ hướng dẫn Eco ở đây. Ở trạng thái tốc độ chậm này. Tốc độ này là tốc độ thể thao này anh em. Sport, Eco. Anh em chuyên sửa xe đạp thì hỏi bác Vượng mà 4 cái bình này bao nhiêu tiền. Đồ. Quá chà. Chù. Thì con xe 26 triệu 900 mà. Thì không biết là bình quân là cho chúng ta chạy một tháng tương đương khoảng 300 ngàn tiền xăng đi. Thì một năm mất 3 triệu 6 tiền xăng. Đúng không ạ? Đó, 10 năm thì mất khoảng 3 mấy triệu, khoảng 9 năm đi, 8 9 năm. Mà không biết cái bình này lần nó hư thì bao nhiêu tiền anh em? Những anh em nào chuyên về xe đạp điện thì anh em cho xin cái ý kiến. Đây cái CP. Điện làm rất ghê nha anh em. Tương đương với điện lưới. On off. Rồi dây này chắc dây hệ thống sạc. Đúng rồi anh em. Đúng rồi, cái này hệ thống sạc. Anh em cho xin cái comment nha. Bốn cái bình này ước tính khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Mình tính mua cái mà. Má chỉ sợ lỡ may ở sạc nó phù bình hoặc là toang bình thôi anh em ơi. Cho xin cái ý kiến để ngày mai làm cái VinFast chạy. Những anh em nào chuyên về tay ga hay là chuyên về VinFast cho Đình Tuấn cái ý kiến anh em ơi. Này mình live stream tí về nhà tiệm mình live stream sau. Lưu Thắng ơi, 1.8 triệu. Theo anh em một cái bình này bao nhiêu tiền nhỉ? 4 bình 2 triệu thầy, sao bình này rẻ thế, bình này có 500 ngàn cái à? Bình xe máy không 300 mấy rồi mà anh em, bình Atila 300 mấy rồi mà. Xe VinFast anh trai ơi. Ồ xe này chạy sướng lắm anh em. Xe này đặc biệt chạy hết vận tốc khoảng 60 km/h nha anh em. Nãy mình vít hết ga ở trạng thái là Sport. Đấy, trạng thái thể thao. Eco đây nó yếu nha anh em. Và đặc biệt Đình Tuấn xin góp ý với VinFast một chút xíu là tay ga này làm quá nhẹ. Đó. Nếu mà cái tay ga này làm nặng hơn một chút xíu nữa là ngon. Tay ga này quá nhẹ nha anh em. Đó. Đây Eco thể thao đèn đề P ở trạng thái là bình thường, che đèn này hiển thị P như kiểu mà xe ô tô nha anh em. Cái bình này bao nhiêu tiền một cái anh em nhỉ? Bình này một cái 680k vẫn rẻ. Sao bình này rẻ thế anh trai? Bình này bình to mà anh trai. Nó đang có dây điện ở đây thì em không lôi ra được. Bình này to lắm anh trai ơi, sao mà 680 rẻ thế à? Đây. Anh em cho em xin ý kiến nhá. Anh em nào chuyên sửa xe và bình đập điện nhá. Em tính mua một con xe này. Em sợ nhất là bốn cái bình này 4 triệu thì em toang mất. Mẹ nó rơi vào một năm chạy xăng rồi. Đấy. Đó em tính mua con này là 26 triệu 900 nha. Ô bình này to rẻ thế nhờ. Đồ em không nhìn thấy bao nhiêu ampe ở trong này, bao nhiêu A ở trong này, nó kín quá anh em ơi. Chắc tí này em phải khui. Rất đơn giản anh em. Đồ nó đùm. Đồ quay rất nhẹ nha anh em. Lốp này 120, 70, 12, lốp này chắc nó xài chung với lốp S-Size. À lốp lốp gì nhỉ? Lốp của Excel quá. Cứng cáp anh em, đẹp anh em. Này. Calaza nha anh em. Đồ hệ thống điện, đồ ga, đồ làm. VinFast làm đúng ok á. Như xe ga anh em, chắc chắn ghê gớm. Nó mở cổ ra cô.
Ủa, heo đồ làm hơi bị ngon anh em. Nhún đồ chắc chắn, ốc chụp to ghê gớm. Lốp chơi lốp xịn luôn anh em, IRC đồng hoàng. Lốp còn xịn hơn lốp xe của bên Honda nha anh em. Honda cái này nhiều xe lắp toàn lốp đều, cái này IRC đồng hoàng nha. Heo Nissin. Đèn nó sáng ghê nha anh em. Đủ khóa, đồ móc, đồ anh em chống trộm, đồ đầy đủ bài bản á. Đồng hồ đó ok nha anh em. P Eco. Tắt Eco. Chuyển. Chạy đá lắm nha anh em. Nói chung là dàn công tắc này quy mô sắc sảo anh em. Đồ xi nhan đồ ngon lành càn đào. Nói chung là cái dáng này mình không chê vào đâu được. Nói chung là 26.900.000 là quá rẻ. Đó, VinFast làm cái xe này là thật sự quá rẻ. Không biết có nhựa thay không. Mình sợ mình đo đường rồi mất công không có nhựa thay thôi anh em. Ok, anh Thư Đỗ Duy nhá. Bình này 30A và loại 20A, cảm ơn anh trai. Đó, bình này mà lấy mà kích vào xe điện tử thì hơi bị mặn nha anh em. Nói chung là làm rất chắc chắn. Nói chung là xe này được á. Chỗ ngon nha anh em. Ngon phết. Nói chung là xe này làm rất khá là đẹp anh em ạ. Thông số lốp. Rồi tải trọng lượng cho phép là 150 kg. Nói chung ở đây rất bài bản nha anh em. Ở đây cái này là 1200W, năm sản xuất 2022, sản xuất xứ Việt Nam. Nói chung con xe này 26.900.000 là 27 triệu đi quá đẹp, quan trọng là cái bình điện. Rồi nếu mà anh em nào ok mà hiểu về, nếu mà chốt cái này tí nhắn tin Messenger hoặc trả lời Đình Tuấn một cái bình này bao nhiêu tiền báo em dùng giá nhá. Ngày mai được em coi ngày em mua luôn nhá. Đó, mua con ghẹ đi đi làm vòng vòng nha anh em. Mới quen con ghẹ 2, mua cho nó 1 chiếc. Còn con ghẹ đầu tiên thì nó đi SH Mo rồi. Mua con ghẹ 2 cái đi dạo dạo. 27 triệu rồi, mua cho nó đóng gặt dần dần cũng được, trừ nợ. Tháo bừng ra đi. Chủ tháo mà dán keo cho chắc chứ. Chủ ép keo dán đàng hoàng với bệ này, tháo đầu ra đi. Đồ tháo đầu không dám chơi à? Phải không? Chung là khá là đẹp anh em. Khá là chắc chắn. Bộ bình ghê thật. Xe này thì anh em yên tâm nha. Riêng xe này thì chạy thì không bao giờ rung giật và gợn ở cái giải 450 nha anh em. Riêng xe VinFast của anh Phạm Nhật Vượng này thì anh em giữ ga ở cái giải vận tốc khoảng 450 thì không gợn. Đó, đề 3 thì không bao giờ gọi là rung nha anh em. Lên rất mướt. Nói chung là VinFast thì hầu như người ta thiết kế bộ nồi này chạy cực kỳ là ngon ấy. Ok. Bình này 500 anh. Bình rẻ thế nhỉ. Loại 7 cân 550k 20A mẹ rẻ thế nhỉ. Bình này tính ra rẻ mẹ, ngang với bình xe máy nhỉ. Nó ngang vậy là 500.000, ngang với cái bình của SH hoặc là D-Lăng. Ủa sao sản xuất rẻ chứ ta. VinFast sản xuất cái bình này hoặc là ai sản xuất cái bình này rẻ nhỉ.
Nếu mà anh em nói là cái bình này 550 thì ngang với cái bình đi lăng và SH. Cái bình đi lăng SH thì anh em bây giờ mua 400 mấy rồi. Xe này không bao giờ hụt ga nha anh em. Không hụt ga, không gợ. Xe đẹp ghê anh em ơi. Quá đẳng cấp á. Đồ nhún đồ chắc chắn lắm mọi người ơi. Nhún toàn là đồ Honda hết à. Cái này dễ thay, dễ phục hồi. Bắt cái lườn ở đây ngon đấy chứ. Hai ốc treo máy, hạ động cơ là ở đây luôn. Gấp. Đủ gấp bài bản ghê anh em. Trời ơi, gác chân quy mô, gác chân làm cái này hơi không dán cái này nó xước mất. Đây. Rồi, gác chân này để đây xước hết cái này. Đấy, cái này phải dán cái gì bảo vệ không có xước hết ở đây. Cái này người ta VinFast làm chỗ này còn dở này, chỗ này để chỗ này nó ốp quá to này. Nên để dép vào thì đa số sẽ chầy sơn ở đây. Đấy, nếu mà VinFast cải tiến cái chỗ để chân này nữa là ngon anh em, chống chầy. Đây. Và đặc biệt cái để chân này hầu như thì khá là ngắn nha anh em. Cái này thì có thể là mình tính toán khi mà nó thò ra này chưa được một đầu ngón tay. Đó, chưa được một đầu ngón tay. Thì bởi vì cái bụng, cái yếm này nó bị bè, thì đương nhiên để chân vào đây nó sẽ chảy hết. Đó, những cái này là cái góp ý cho anh Vượng, anh VinFast. Đó, và cái tay ga này nó nặng hơn một chút xíu nữa là ok, nó khá là nhẹ nha anh em. Nếu người nào mà mới đi đạp điện là chúng ta đè ba cái chúng ta kéo nhanh là nó chồm lên. Đó, đặc biệt là mới người chị em phụ nữ mà mới đi xe đạp điện á, mà đi chưa quen cái này nhịp ga bởi vì nó quá là nhẹ. Đó, nó sẽ lao lên. Con này ra chạy cực kỳ là êm. Khá là êm luôn. Đồ đèn tất cả là trang bị bằng hệ thống LED nha anh em. Nói chung là rất quy mô. Có hai chế độ để chúng ta chạy. À, tôi thích là ở chế độ này là anh em eco tiết kiệm. À, đấy, tôi thích ở đây có công tắc. Nói chung là khá là hay. Và nói chung là đi qua cái thợ thằng của em này thì nó không dám mở. À, thôi, tôi ngày mai chắc đầu tư con xe về tôi mở. Nói chung là làm quá ok. À, dây điện phải làm như thế này, như đâu như xe tàu. À, xe tàu tôi thấy nhiều cái xe tàu làm ba cái bình điện mà nối bắt nối tiếp thì tôi thấy mấy cái dây điện này nhìn nó lỏng lẻo đây. Ủa khá quy mô anh em. Này. Nói chung là khá là sắc sảo. Nói chung là tôi kết. À, chạy cái này nó đầm. Rồi chắc xem xét mua cho con ghẹ con chạy. Thắng đồ rất nhẹ nha anh em. Đồ đặc biệt cái tay thắng này nó sướng hơn tay thắng của Saiga nha. Đồ bóp rất dịu nha anh em. Đấy, riêng cái này phụ nữ đi tay thắng này tuyệt vời luôn. Rồi tôi coi kiểm tra thắng đĩa. Rồi thắng đĩa cũng êm nha anh em. Đó, thắng đĩa nói chung là cũng khá là êm. Nói chung là cái đồ này tôi không chê vào đâu được. Đấy, chê một cái là thứ nhất là tôi tham khảo anh em mà sợ cái bình điện này nó mắc. Cái thứ hai là góp ý ở trạng thái dây ga và cái để chân. Rồi tất cả là cái hoàn hảo, đều hoàn hảo cả. Rồi heo phuộc thì tất cả cái này có thể là trùng với cái phuộc của Honda. Xì nhớt thì có thể mình tháo ra phục hồi. Rồi heo đĩa nói chung là cái này quá hay. Không biết là cái nhựa này nó có mắc hay không. Đấy, và đồng thời có thay không hay là phải đặt hàng để nhà máy sản xuất ra thì cái đó rất khó. Nếu mà thật sự nhựa này nó rẻ thì thật sự đi con xe này xứng đáng. Bình cho 500 ngàn một cái, 4 cái 2 triệu cũng rất xứng đáng. Mấy cái bình to như vậy. Rồi mâm đúc đầy đủ. À, không bao giờ bị zin. Bởi vì chúng ta chạy vào tốc chỉ có 70 km. Bàn thờ đụng kim thôi. Nói chung là nhựa làm cũng được nha anh em. À, nhựa làm nói chung là cũng được. Chứ không phải là dày lắm. Không phải là mỏng lắm. À. Nói chung là mấu chốt đây là cũng ok này. Đó, nó ngang ngửa với những cái dòng xe Honda đó. Nói về mù rồi.
Đó, chốt này anh em, chốt cài. Đấy, khá là sắc sảo á. Nói chung là ok. Diệt. Hôm nay qua nhà đại ca, bảo nhờ đại ca cho xem một xe live stream. Mèo dữ không? À, chế độ nhanh chậm là ở đây. Đây, nhanh chậm. Nhanh chậm ở cái nút này anh em. Chậm, nhanh. Đồ khá là đẹp nha anh em. Đồ yên là ngồi hơi bị vip, như yên tay ga luôn. Nói chung là cốp khá là rộng nha anh em. Trời ơi, thấy không? Cái này để hai nón bảo hiểm là ok nha. Đó, đây sạc. Đó, cảnh báo. Ủa, chốt này ngon phết. Coi gương. Trời, gương ngon phết nha anh em. Gương này ngon hơn gương xe ga nha. Đó, nói chung là khá là đặc biệt. 27 triệu chắc ngày mai được ngày là mình đưa về. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và góp ý. Sợ nhất là cái bình điện. Hai mươi bảy triệu chứ mà ơi, 26.900. À, thì anh Vượng, anh nhìn thấy clip video này thì anh cho em xin like nha. Ồ, em giới thiệu cho anh từ tối đến giờ về xe VinFast. Đồ khá là đẹp, dáng mẫu mã xi nhan khá là đẹp, hai con mắt xi nhan đèn led khá là đẹp. Nhựa này mở giống SH thôi, có gì đâu. Ê, cô Tèo, đúng không? Ở hiệu nó đây nha anh em. Đấy, Calaza. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành và theo dõi về cái clip về xe đạp điện của VinFast, khá là thú vị. Rồi, bây giờ mình xin cúp like, mình chạy về nhà mình live stream. Rồi, anh em đừng dừng khỏi màn hình nhá, mình về nhà mình like luôn đấy. Rồi, xin phép mình được tắt clip tại đây nha mọi người. Về nhà mình like tại cửa hàng. Thank you anh em.